Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Mai Anh. Hôm nay mình 21 tuổi và mình sinh sống tại Thái Nguyên. Tình trạng răng trước đây của mình, theo như nhận xét của bản thân và của mọi người, thì mình rất là móm và mình rất tự ti về điều đó. Mình trong quá trình giao tiếp thì mình không dám cười nhiều. Và mình đã tìm ra một giải pháp, đó chính là niềng răng. Và mình đã chọn đến nha khoa Thùy Anh. Tại đây thì sau khi được tìm hiểu thông tin thông qua bạn bè cũng như là sự tư vấn của bác sĩ, nhân viên ở đây thì mình cảm thấy rất thoải mái và mình đã quyết định là niềng răng ở nha khoa Thùy Anh. Và một lý do đặc biệt nhất đó chính là khi mình là sinh viên mà, cho nên là khi mình làm răng thì vẫn một trong những vấn đề to lớn đó chính là việc chi phí của việc niềng răng khá là đắt. Và đặc biệt là ở nha khoa Thùy Anh thì lại có chương trình trả góp 0%, nên mình có thể trả góp bất cứ lúc nào, miễn là khi mình hoàn thành thời gian niềng răng thì mình hoàn thành xong số tiền đó là được. Đối với trong quá trình niềng răng thì thời điểm ban đầu lúc niềng răng thì mình có cảm thấy khó chịu, tại vì có một cái gì đó tự nhiên nó ở trong miệng mình mà nó rất là khó chịu ấy. Nhưng mà cái cảm giác khó chịu đấy thì nó cũng chỉ qua sau từ khoảng 5 đến 7 ngày. Và sau đó thì mình lại ăn uống rồi nói chuyện giao tiếp như bình thường. Và mình hiện tại là mình đã điều trị được 7-8 tháng thì mình cảm thấy rất tự tin hơn. Mặc dù là mình đeo niềng răng thì mọi người thường nghĩ là đeo niềng răng rất là xấu, nhưng mà mình lại cảm thấy tự tin hơn và mình cười nhiều hơn trước kia. Và theo như đánh giá của mọi người thì mình cũng rất tự tin trong giao tiếp hơn. Sau khi niềng răng được 8 tháng thì mình cảm thấy là răng của mình cải thiện được tình trạng rất là nhiều. Khớp nhai, khớp cắn thì khớp hơn và nụ cười thì cũng tươi hơn nữa. Để mà có kết quả tốt thì dĩ nhiên là cái việc mà tuân thủ theo các quy định của bác sĩ thì mình cần phải tuân thủ đúng. Và mình sẽ cố gắng là trong thời gian niềng răng thì mình sẽ nghe lời dặn của bác sĩ cũng như là khám định kỳ thường xuyên để có một kết quả tốt đẹp nhất và có được một nụ cười xinh nhất.